Vào buổi tối ngày hôm qua, bão mùa đông đánh vô trong Hoa Kỳ. Cả triệu người trên Hoa Kỳ đang hứng chịu về cơn bão này. Có khoảng chừng 900.000 người đang bị cúp điện. Ở ngay vùng Great Lakes có khoảng chừng 800.000 người. Hiện tại trong lúc này không có gì khá hết đó. Gió thổi rất là mạnh. Nằm về hướng Tây, gió thổi mạnh. Có nhiều chỗ không thấy đường xe chạy. Làm cho đường phố bị đóng đá, xe chạy bị chợt, tai nạn rất là nhiều. Ở bên California, có bị tai nạn hai chục chiếc xe đụng dính với nhau ở trên đường cao tốc. Ít nhất là có 8 người đã bị thương về chuyện này. Theo của nhà dự báo thời tiết của chính phủ, cảnh báo về chuyện mưa bão tiết xảy ra. Đây là ở bên LA trên núi có tiết. Kể từ 1989 tới bây giờ, thì bên LA trên núi mới có tiếc Ở bên Washington State, đường ở bên đó đã đóng cửa. Đó là tại vì tiết rơi quá nhiều, gió thổi quá mạnh, nhìn không có thấy đường xe chạy nữa. Chiếc xe bus chở học sinh đi học đó bị kẹt luôn ở ngay trung tâm Arizona cũng đang bị đe dọa về cái mưa bão tuyết lần này. Gió thổi mạnh ở ngay chỗ đó khoảng chừng 72 mao một giờ. Ở Trung Tây của Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng về mưa bão lần này. Có rất là nhiều chuyến bay đã hủy bỏ ngày hôm nay đó là tại vì trời mưa bão như vậy. ở bên Michigan, một người tình nguyện của chủ lửa người đó đã bị chết tại vì dây điện đứt rớt xuống. đó là lạnh quá làm cho một nhánh cây bị gãy trúng vô dây điện đứt và chết người mưa bão này nó đang đánh thẳng xuống ở ngay Minnesota. Có nhiều chỗ bên Minnesota nhìn không có thấy đường để lái xe. Ở bên Illinois, mưa và đông đá làm cho điện ở đó bị hư hại. Tôi nghe một tiếng nổ lớn rồi tôi nhìn thấy màu đỏ tự dứ thẳng lên bị cháy. Ở bên Arkansas, được báo cho biết là có một chiếc máy bay nhỏ tựa ở trên rớt xuống đã bị chết 5 người. Đó là nằm bên Little Rock, Arkansas. Hiện tại ngay giờ họ đang điều tra về chuyện này. khi mà tai nạn của máy bay xảy ra, gió thổi mạnh ở chỗ đó, 40 ma một giờ. Còn nằm về hướng đông thì có một cơn lốc xoáy đã đập xuống New Jersey. Cái video này cho chúng ta thấy một cái đồ nhảy ở ngoài sau nhà bị gió thổi cuốn bay lên ra ngoài trước nhà.